Xin chào, mình là Notiuli. Mình thấy series câu cá của mình được rất nhiều bạn quan tâm, thế nên mình quyết định tải game về chơi lại. Sau khi cập nhật game thì mình thấy trong game có xuất hiện một con cá 5 sao mới, thế nên là mình sẽ thử clip này đi câu. Đây chính là con này. Con này sống ở map biển cổ. Ở biển cổ thì mở mỗi ngày 20 phút thôi, nên mình bắt đầu đi câu. Giờ thì mình sẽ mua một chút vật dụng để đi câu. Ok, bây giờ chúng ta đổi map để đi câu vậy. Đầu tiên thì mình sẽ thử quăng lưới ở gần bờ, xem nó có xuất hiện ở đầu bờ không. Ok, có vẻ đầu bờ không có rồi. Vậy thì bây giờ rút lên rồi mình sẽ đi xuống cuối vậy. Rồi, đến cuối bản đồ rồi. Giờ mình sẽ quăng câu xem nào. Thường thì những cái con cá 5 sao, 4 sao mà khó tìm này là nó sẽ xuất hiện ở cuối của bản đồ. À kia, nhìn mặt con này nó khá là hung dữ. Mình thấy cũng khá được bởi vì là thiết kế của game mấy con cá nhìn mặt nó hơi ngu. Tiếp tục quăng lại. Mình sẽ phải giật lên luôn. Bị đớp mất rồi, không để xuống dưới được. Tiếp tục quăng lại này. Lại bị thó tay trên rồi. Tên của con cá này là trực thăng, nghe nó lạ lạ. Thực ra thì không phải đâu. Nếu mà ai chơi game này phiên bản tiếng Anh thì nó sẽ ấy hơn. Bởi vì phiên bản game này là mình chơi tiếng Việt thì nó dịch từ tiếng Anh sang khá là tệ. Nó dần dần đi sang khu bên trái rồi, mình phải nhanh hơn mới được. Bán bớt cá đi, nhiều quá. Chết rồi. Cá mập hổ. Quăng lại lần nữa. Ôi,
con cá nó không nhìn thấy, như kiểu mù vậy, mồi ngay trên mặt mà, đậu mà. Mình sẽ phải lùi lại bởi vì nó càng ngày càng đi về phía bên trái rồi, nếu không lùi lại là sẽ ấy, nó không đốt được, mất công giật dây nó sẽ ngắn đi. Đớp 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 đớp, ui à, cay ta. Lại phải lùi hơn nữa. Ai, lần này còn chưa kịp xuống đến nơi nữa. Thường thì câu những cái con cá mà nó đứng im một chỗ, không hẳn là đứng im mà nó chỉ dao động rồi ở một khu vực nhất định thì nó sẽ câu dễ hơn, nhưng mấy con mà nó cứ liên tục di chuyển như thế này là mỗi một lần nó di chuyển các bạn sẽ lại phải lùi sang, mà lùi sang là lại phải dẹp loạn cá bẩn đằng trên một lần rồi nó lại quay lại phía bên phải rồi. Phải đoán hướng đi của nó. Giờ nó bắt đầu quay lại bên phải, mình sẽ phải di chuyển sang bên phải một chút. Rồi, này tầm này chuẩn luôn này. Ai. À, lại bị con này cắn rồi. Trong tất cả các loại cá mình ghét nhất là con này. Giá trị kinh tế thì không cao mà bơi rất nhanh để mà đớp mồi của mình. Ê, đừng 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 cắn, đừng cắn. Ui. Rồi nó dần đi ở bên phải nữa rồi, mình lại phải di tàu nữa thôi. Cứ tưởng con này không cắn chứ. Tao mày chắc được rồi. Nếu mà tên gọi của con này ở Việt Nam chuẩn thì chắc phải là cá răng cưa. Rồi. Chơi phiên bản tiếng Anh thì nó sẽ có cái tên tốt hơn, nhưng mà game này người dịch sang Việt Nam quá tệ. Có một số loài cá tên rất là lạ. Đớp đớp, ui, đi qua rồi. Lại về di tàu. Con này là cá voi xanh à? Lâu rồi không câu. Vãi cái di tàu. Cày quá đi mơ. Mình đã dọn dẹp cá xung quanh rất là nhiều rồi. Giờ tỷ lệ câu về thành công cao. Ấy. Giờ chỉ còn hơn 1 phút nữa để mà ở biển cổ thôi, mỗi ngày chỉ được 20 phút vào. Mình phí mất 10 phút đầu tiên do bị do phải đi làm việc. Ây da, toang rồi. Này, liệu câu được không nhỉ? Còn 1 phút nữa thôi, chưa kể là mình còn phải thời gian kéo lên nữa. Không nên nhanh là toi. Xuống khá sâu rồi đấy. Đây, đớp 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 đớp. Ây, đớp được rồi. Câu được rồi mấy bạn ơi. Má
câu mất 8 phút mới câu được. Trực thăng 7.000 tiền. Ok, giờ ok, thế là mình đã câu được con cá 5 sao rồi. Giờ là hết cá 5 sao để mà câu rồi. Nếu các bạn muốn mình câu con cá nào thì hãy bình luận ở bên dưới. Bình luận nào nhiều like hoặc nhiều người muốn câu con cá đó, mình sẽ câu cho các bạn. Còn clip hôm nay đến đây thôi. Nhớ đăng ký nha các bạn.